Rồi, bữa nay em sẽ review cái sản phẩm 12 Pro Max 256GB nha. 256GB mà hàng sạc ít nè, 1978 cho anh em coi. Em sẽ gắn vô cái nẹp cái cho anh em coi, em quay cho anh em coi nha. Đây, cái này có phải là một sản phẩm mới không? Thì không phải, anh em chỉ nhìn vô mỗi cục pin là anh em nghĩ là pin không cần sạc là mới. Sai nha. Anh em phải coi hết toàn thể cái vỏ của cái máy từ trong ra ngoài nha. Đó, anh em phải coi hết. Thứ nhất là anh em coi thử cái chân sạc nè, đây em lâu anh em coi nè. À, cái chân sạc anh em thấy không? Anh em nhìn sâu cái chân sạc coi, không có một hột bụi luôn. Em quay anh em thấy không? Đây nè, cái sạc màu trắng nè. Đó, màu đen nè, này màu xanh nè. Đó, anh em thấy không? Chân sạc không một hột bụi luôn. Và cái viền chân sạc á nó gần như nó không chày luôn. Đó, anh em thấy không? Này em quay trước đèn flash nha. Thì bao nhiêu những cái gọi là sức bề mặt, sức nano gì đó nó nổi rõ hết. Anh em tin em lấy thử cái mắt kiến của anh em chiếu thử cái đèn led cho anh thấy nó chày nó bét hết là vậy á. Nó nhìn vậy nó không thấy đâu, ok không? Thì anh em mới coi được cái lỗ loa của nó nè. Quá đẹp luôn, không một bụi nha. Đó. Cái máy nhìn nó như mới, em nói là nhìn như mới. Nhìn như mới luôn, không khác gì một cái máy mới. Thì có nghĩa là cái chân sạc nó chưa sạc. Dấu hiệu nhận biết 1978 à, chân sạc chưa sạc, vỏ như mới luôn. Vỏ như mới luôn, màn hình nè, anh em coi nè, màn hình như mới luôn. Nha, màn hình như mới. Kính không, kính nó là cái lỗ loa trên không hoạt bụi luôn. Một cái máy mới hoàn toàn, một cái máy như là mới hoàn toàn. Thì ok, máy 1978 là cái gì? Tại sao thị trường nó nhiều mà anh em không biết là cái chất lượng nó thế nào đúng không? Thì em thích vậy nè. Apple không bán sỉ, không mỗi chỉ bán lẻ, Apple có bán sỉ nữa, Apple có bán đại lý nữa, Apple có bán nhà phân phối nữa, và Apple có bán cho tụi em nữa. Mà không phải chỉ bán mỗi con máy trong hộp new full box như anh em nghĩ đâu, có bán cả linh kiện nữa. Ví dụ anh em muốn thay linh kiện, ok, có những cửa hàng AESP cũng có thay linh kiện cho anh em mà. Nhưng mà anh em nên nhớ nha, cái lượng linh kiện thay ra nó có tồn hay không. Ví dụ như là em cấp xuống á, em muốn làm cái 12 đầu mắt này, em đặt 10 triệu cái màn hình của Samsung đi, 10 triệu cái vỏ, 10 triệu men, 10 triệu camera. Nhưng mà khi mà sau khi quá trình bảo hành thay thế, sửa chữa cho khách hàng á, thì luôn luôn hãng luôn luôn có một lượng linh kiện tồn kho. Em nói trước là loại hàng 1978 này nha, có nhiều hàng 1978 lắm, có loại hàng new siêu full box mà bán cắt bảo hành thì sẽ trở về cái năm thành lập của Apple là bán sỉ, không bán bảo hành á, anh em tự cầm bán bảo hành cho khách á, đó là hàng new full box. Còn loại hàng này là hàng tận dụng linh kiện, em sẽ nói trước về hàng 1978 tận dụng linh kiện này. Thì khi mà Apple bán linh kiện cho bên đại lý á, thì đại lý nó sẽ lắp ráp lại, hoặc là chính Apple lắp ráp luôn. Có nhà máy của Wistron, Begastron, những nhà máy của Apple lắp ráp, Foxconn á, là ba nhà máy của Apple có lắp ráp linh kiện luôn và bán cái hàng 978 là bán máy không như vậy và tận dụng linh kiện tồn kho, tận dụng linh kiện tồn kho của Apple. Thì có những máy nó sẽ báo là trong cài đặt á, nó sẽ báo đủ 3 dòng, có nghĩa là những cái mặt hàng này nè, những cái hàng linh kiện pin, màn hình, camera nè, anh em muốn hiện những dòng này á, anh em phải đi thay dịch vụ ở ngoài. Ví dụ anh em bị hư cái màn, cái máy anh em xài cũ xì rồi, anh em hư cái màn, anh em đi ra ngoài anh em thay cái màn chính hãng của Apple thì nó mới hiện cái dòng này lên. Anh em thay màn lô nó báo linh kiện không xác định, hoặc thay màn chính hãng mà không phải ủy quyền của Apple nó sẽ báo linh kiện không xác định. Đó, anh em mình vô không? Thì nếu mà hiện lên ba cái dòng đó lên thì em nói thiệt luôn, có thể máy là máy tận dụng linh kiện 1978. Thì máy 1978 nó ngon không? Đối với em là ngon. Ngon, không có vấn đề gì hết. So với một máy cũ thì máy 1978 linh kiện mới hết nó ngon hơn nhiều. Một cái máy mà đã cày 2 năm, 3 năm so với một cái máy mà linh kiện nó mới hết như thế này, đối với em là ngon hơn nhiều. Anh em không tin thì em làm nghề, em tư vấn thật như vậy với anh em. Ví dụ bây giờ cái pin nó bị tồn kho, cái camera nó bị tồn kho, cái màn hình bị tồn kho, cái men, cái vỏ, tất cả hàng linh kiện bị tồn kho và nó ráp lại với nhau, nó khác lô thì sẽ báo như vậy cho anh em. Còn ví dụ như cái này, ví dụ cái này không phải chỉ thay mỗi cục pin đâu. Đây nè, nó báo một cục pin, à có nghĩa là màn hình nó chưa phải là hàng mới, màn hình mới mà nó không báo camera, là camera cũ xe bét mới hết, nhưng mà nó chạy chung lô, anh em hiểu không? Nó tồn kho, nó chạy chung lô thì nó sẽ không báo những linh kiện kia, nó không báo linh kiện kia, nó chỉ báo pin thôi. Pin này lịch, anh em hiểu không? Cái pin này là linh kiện tồn kho của cái đợt khác, cái đét khác, nó sẽ báo pin trong đây. Còn màn hình men và
những linh kiện khác nó sẽ không báo gì, trên dòng này chỉ báo 3 dòng thôi, hiện giờ chỉ báo 3 dòng, không báo linh kiện mặt sau vân vân. Rồi ok, thì một cái máy như vậy nè. Cục pin là cục pin mới. Men là cục men mới, men chưa sửa chữa, men còn sáng bóng, chưa xài lâu, chưa oxy hóa. Anh em coi men đúng không? Bên hông men nè, đó nó có một cái siêu nè, nó men nè. Cái lồng men nè nó vẫn còn sáng bóng, chưa dấu hiệu khò hàng 7 màu nè, siêu zin nè. Là những cái shop trên men nè, anh em coi mấy cái shop này nè. Thì anh em coi những cái clip mà phân biệt dinh dưỡng, anh coi trên mạng đi. Có giờ nhiều anh em cũng đang hướng dẫn cái việc coi máy dinh dưỡng lắm. Thì cái đó một tín hiệu tốt. Cái đó một tín hiệu tốt. Càng chia sẻ kiến thức thì khách hàng càng nâng cao kiến thức thì khách hàng sẽ mua hàng những chỗ uy tín thôi. Đó. Đây là chỗ shop nè. Nếu mà anh em khò nhiệt á thì cái shop này sẽ bị co. Còn khi mà anh em cố tình anh em dán cái shop khác vào á, shop khác vào thì cái shop nó thứ nhất là nó không dính, thứ hai này nó bị dày. Dày hơn cái shop zin. Mà cái màu sắc cũng không được như vậy. Ok, anh em coi mấy cái viền men ok tụ này có bị chảy không, men có bị tách không, còn sương men không. Cái đó là bên thợ bên em cách nhận biết cái men zin hay không. Màn hình thì cái lưới loa màng nè, anh em coi cái đổi mới của màn hình, lưới loa màng nè, rất mới. Mất mới, loa cũng vậy, sáng bóng. Đây nè, kính loa nè. Ok, rồi xốp loa kiểu nè. Em nhìn qua thì em nói là một cái màn này là một cái màn hình mới hoàn toàn. Đó, siêu màn. Màn hình mới, IC màn của nó. Ok, IC màn nó đi theo cái men. Có nghĩa là cái này tận dụng linh kiện theo lô, chứ không phải như cái cây này. Anh em hiểu không? Cái màn này linh kiện nó theo lô, cái pin là khác lô thôi. Còn cái quỷ này là khác lô hết. Linh kiện tận dụng lại khác lô hết thì sẽ báo những dòng như vậy. Đó, một là anh em chọn mua một cái máy cũ xài vài năm rồi, pin 8x, 9x gì đó. Hai là anh em chọn cái máy 1978 này tận dụng lại linh kiện. Những linh kiện tồn kho thôi, thay đâu có hết cho khách đâu. Đâu phải suốt ngày cứ hư màn hoài đâu, bị xanh màn hoài hay là hư camera hoài. Thì linh kiện nó bị tồn kho, chẳng lẽ nó đi dục. Anh em hiểu không? Bắt buộc phải bán linh kiện ra ngoài. Bắt buộc phải bán linh kiện cho bên đại lý. Một là thay, hai là ráp lại nguyên con máy hoàn chỉnh. Nhưng mà Apple, cái này là hàng chính hãng Apple hết, chứ phải hàng lô. Đó, em lột ra, em xé siêu, em nhét em trong. Thì em đã làm clip lại lột cái đo nữa. Chút xíu nữa là phải xé siêu nữa. Chút xíu là nhân viên em lại phải xé, em phải dán áp lại cho khách. Em bao tới tay khách là vẫn có áp và đã được dán tem trong. Dán tem trong để làm chi? Để xác định là bên em đã có qua bước test. Test máy, anh em có mất tem ngoài rồi còn tem trong. Và cái tem này giống như là đã chứng nhận em đã test máy. Không zin của em sẽ tặng máy. Không đúng hàng chính hãng Apple, không đúng chất lượng, không cam kết chất lượng gì hết thì em sẽ tặng máy. Nó cái tem này để khẳng định em cam kết chất lượng mà. Thì khi dán tem xong rồi, em dán ron lại rồi, dịnh lại hết rồi, tự nhiên giờ em lại mở ra em quay clip. Rồi chút xíu nhân viên nó dán lại, kệ cho nó cực một tí. Nên mở có 1 cây à, còn 3 cây nữa em chưa mở. Ok nha, tất cả máy được dán tem trong. Còn cái hàng này, em thật với anh em luôn, ngon. Pin mới, màn mới, men mới, camera mới, linh kiện này là mới hết. Vỏ cũng mới, vỏ như mới. Vỏ mới luôn, chân sạc không một vết chày luôn. Anh em coi vỏ không một vết móc luôn. Nè, chân sạc anh em thấy màu vàng không? Anh em thấy chân sạc. Trời ơi, đẹp keng. Quá đẹp. Thì cái mặt hàng này, nếu mà em thấy nhiều anh em đang chê, có nghĩa là đẹp về mặt phần cứng nhưng mà tao không thích. Đẹp không mặt về mặt phần mềm. Hàng không đẹp về mặt phần mềm, không thích. Thì em chịu, tại vì cái em tìm những cái máy cũ á, thì anh em pin bây giờ sạc nhanh mà 8x, 9x anh em cũng chê. Còn máy mà 1978 này anh em cũng chê. Em đòi máy sạc ít, đúng mã M, không phải mã demo nữa, anh em cũng thích nữa. Thì hiện giờ em tìm không ra hàng. Anh em thông cảm, hiện giờ em tìm không ra hàng. Nếu anh em muốn mua một cái máy chất lượng thì em thứ nhất anh em nên theo dõi tham khảo chính sách. Và thứ hai anh em nên tìm hiểu rõ về sản phẩm của mình. Thì cái này nhiều anh em chưa nói vào loại hàng này cho anh em nghe. Và thậm chí có thể nhiều anh em có kiến thức sai lầm về loại hàng này. Thì em đang chia sẻ kiến thức về cái mặt hàng 1978 này. Trước mắt là loại hàng này. Có loại hàng New Silicon Box nữa, chắc để em nói clip sau. Tại clip này giờ cũng dài rồi. 1978, máy không đường sạc, chân sạc, không một vết trầy luôn. Thì cái máy này đối với em rất đáng để anh em mua. Và em dám hành 1 năm rồi đó, một có sợ anh em không dám mua. Rồi, thế nha.